Như theo biển chỉ dẫn thì chúng ta đây là khu vực xuống giếng mẫu của suối Mỡ. Đây các bạn quan sát. Đây chỗ này là chỗ đi đường nào nhỉ? Đi. Đây, chúng ta quan sát đây cái hồ chứa này, có thể là chỗ này là chỗ sâu nhất của thác Suối Mỡ, người ta gọi là giếng mẫu. Và các bạn quan sát đây, tôi nhìn chỗ này cũng không có cái giếng nào cả, mà nhìn chỉ là một cái hồ, một cái khoảng trũng để chứa nước thôi. Và có thể là chỗ này sâu, người ta gọi là giếng mẫu.